con bé này, mày đi đứng cái kiểu gì thế? Cháu đi như cô rồi mà. Mày nói cái gì? Cái thứ gì mà trai không ra trai, gái chẳng ra gái, mẹ mày dạy mày ăn mặc và cách cư xử như vậy hả? Cô không được quyền nhắc đến mẹ cháu. Mẹ cháu có dạy cháu như thế nào ấy cũng không cần cô quan tâm. Miễn là mẹ cháu không dạy cháu đi bắt nạt trẻ con là được. Mày, Vinmart Cộng xin chào. Hôm nay bạn vẫn đến mua nước dừa tươi nữa à? Sao chị biết em thích uống dừa tươi? Để ý thì biết thôi, khách quen mà. Kì, thì thua cả cửa hàng à? Kiểu như thế này này. Dạo này bố thấy con hay về khuya lắm đấy. Lại còn bỏ bữa nữa. Phòng ốc thì bừa bộn, không dọn dẹp gì cả. Đây là cái nhà hay cái phòng trọ? Phòng con bừa thì con tự dọn, bố không phải lo đâu. Mà con đã nói với bố bao nhiêu lần rồi, là con không mặc váy và con sẽ không bao giờ mặc váy. Bố cứ tặng con váy để làm gì vậy? Con gái thì cũng phải có cái váy ở trong tủ. Con cứ suốt ngày ăn mặc cái kiểu nửa nam nửa nữ như thế này, người ta cười cho đấy. Bố ạ, người ngoài nói con có thể không quan tâm, nhưng đến cả bố cũng nói con như thế à? Nếu con có mẹ thì con đã không phải mặc như thế này rồi. Con đang nói cái kiểu gì đấy? Hả? Con có còn coi bố ra cái gì không? Lớn rồi mà hành xử như thế à? Nếu con không coi cái nhà này là cái nhà nữa, mà nó chỉ là cái phòng trọ, thì con giỏi con đi đi. Đi luôn đi. Được. Nếu mà bố đã mở lời thì con cũng không từ chối. Ừ. Bố chờ con bên này. Sang đây rồi đi nhá. Ừ. Đấy. Cũng may hôm nay có anh rảnh đi chợ cùng bố. Cái Huệ thì vẫn tíu tít ở cửa hàng. Vợ chồng Thư Vũ thì đưa thằng Coupon đi tiêm. Chẳng ngoài đi chợ với bố để mà mua ít đồ về nấu sinh nhật cho em Dương. Thế bố không nghe người ta nói sao?
muốn sang thì phải bắt cầu kiều. Đã yêu cô chị thì phải chiều cô em chứ lại. Cái Dương cãi nhau với bố, bỏ đi từ sáng đến giờ không về. Không biết có về nhà ăn cơm nữa hay không. Đúng là có con cái tuổi dậy thì không khác gì ôm ghì cổ phiếu, lên lên xuống xuống, khó đoán lắm. Anh biết thằng Bảo nhà em không? Nhà con ý, có ngày ý, ngoan ngoãn, tử tế, hiền lành lắm. Bảo gì nghe đấy. Thế mà có những ngày nó bật tanh tách. Nhiều khi em cũng không biết em là bố hay là nó là bố nữa cơ. Thế đến bây giờ vẫn cứ nhầm nhầm anh em bố bố con thế này à? Con xin lỗi bố, lâu con quên ý. Mà kể cũng lạ bố nhá. Trước kia chúng ta là huynh đệ, thế mà nhờ có Huệ lại hóa thành bố con, thế mới hay. Mà bố ơi, bố cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Cái Dương nó đi chán ấy rồi nó về. Bố con mình bây giờ ấy, lo mà đi mua đồ ăn thức uống, về còn chuẩn bị mà nấu. Chuẩn bị bữa tối để còn tổ chức sinh nhật cho em nó bất ngờ. Bố ạ, đi bố, đấy, mình sang bên kia đi. Em Dương nó thích ăn cá, ra xem có con nào ngon, làm con về nấu cho nó. Vâng. Đây, cá đây. Ui, nhiều cá tươi lắm bố ạ. Bố chọn đi. Bố thích con cá màu vàng hay là con màu đen ạ? Nhưng mà xin chào ạ. Anh lựa con nào để em chọn cho. Em múc đi, lấy cho anh con đen đen này này. Đây. Wow, con này được không anh? Bỏ quá. Được rồi. Lấy con này đi. Mà này, cá đây con nào vừa to vừa khỏe. Liệu có tăng trọng không nhỉ? Không, không bao giờ có cái chuyện đấy. Bố yên tâm, con cá mà nó đã nằm trong cái bể này, nó không phải là dạng vừa đâu. Ít nhất là nó phải trải qua cỡ khoảng 80 cuộc thi cá khỏe, cá đẹp. Mà phải đúng tiêu chí nhá, là ngon, sạch và tươi. À. Thì nó mới có cơ hội được nằm ở đây đấy bố ạ. 80 cuộc thi? Còn gì nữa? Cho nên bố cứ yên tâm và sử dụng đi. Ờ, được rồi. Thôi bố con mình đi tiếp nhá. Ờ. Bây giờ thịt, cá đủ rồi. Vâng. Đến món tráng miệng. Món tráng miệng à? Ở đây có nho Mỹ này, có táo Úc này. Thế bố thích ăn cái gì? Ơ? Bố? Bố ơi! Bố! Ơi, bố để con giúp, bố để con giúp. Ờ. Đây. Ơi, thôi, xong rồi bố ạ. Xong rồi à? Vâng, xong rồi. Thôi bố con mình đi. Nhanh thế à? Vâng, nhanh lắm. Bố lên đây. Không xếp hàng à? Dùng scan and go được ưu tiên bố ạ. Ôi, anh xin nhé. Này, thùng bia của bố đâu? Bố yên tâm, nhân viên sẽ giao đến tận nhà cho bố con mình. Anh xin nhé. Xong rồi bố, mình về nhà thôi. Alo. Dương à, đang ở đâu đấy? Tớ đang ngoài đường, sao? Bố cậu vừa gọi điện cho tớ, nói là cậu cãi nhau với bố, nên là bảo tớ gọi điện để khuyên cậu. Tớ bảo này, về nhà ăn cơm làm lành với bố đi. Sinh nhật cậu mà cậu cứ cãi nhau với bố là như nào? Về cái gì mà về? 21 năm không ăn cơm ở nhà một bữa thì có làm sao đâu. Nếu mà cậu gọi tớ chỉ để khuyên những trận răn kiểu đấy thì té, đừng làm phiền tớ nữa. Ok. Dương ơi. Hát và chả hò, bực cả mình. Mẹ ơi, mẹ thấy con mặc bộ đồ này như thế nào ạ? Trên lớp á, các bạn cứ bảo con mặc đồ như mấy thằng con trai ấy. Trong mắt mẹ, con mặc gì hay làm gì cũng dễ thương ấy.
Alo ạ. Dương à, con đang ở đâu thế? Có về nhà ăn cơm không? Con không ăn đâu, bố đừng chờ con. Giọng con sao thế? Con đang khóc à? Có chuyện gì thế con? Nào, nói đi, con đang ở đâu? Bố qua bố đón con. Con đã bảo là con không sao rồi mà. Có chuyện gì con cứ nói cho bố nghe, bố sẽ tìm cách giải quyết mà. Con đã bảo là con không sao rồi, mà bố có hỏi 1000 lần nữa ấy, thì bố cũng đâu có hiểu được con đâu. Nếu con mà có mẹ ấy, thì mọi chuyện đã không xảy ra với con rồi. Vậy này, không biết có chuyện gì xảy ra với cái Dương. Bố gọi điện thì nghe giọng nó nghẹn ngào lắm. Con thử gọi cho em xem, và hỏi xem nó đang ở đâu. Bố qua bố đón nó. À, chờ em tí em gọi điện. Bố đừng lo. Để con gọi cho Thư rồi con đi tìm em luôn. Ừ. Ừ em à, từ sáng đến giờ em có gặp Dương không? Nó đi đâu mà cả nhà chị gọi điện không được, hay lo quá. Thế à? Ừ, thế thì nếu như Dương có gọi điện, em gọi ngay cho chị nhá. Ừ, cảm ơn em. Hay là để anh gọi thằng Bảo nhỉ? Được đấy ạ. Bảo à, con có biết dì Dương của con đi đâu không? Nhưng mà không được giấu giếm đâu nhá. Nếu biết tin gì phải báo ngay cho bố đấy. Cả nhà đang tức tốc đi tìm đây này. Thằng Bảo không biết em ạ. Con bé này lúc nào cũng để mọi người phải lo thôi. Con này đi đâu cũng biết. Xin lỗi nhé. Dương, con đứng lên, con đi, đứng lên trên này. Bố biết bố không bao giờ thay thế mẹ được, nhưng bố muốn con biết là bố rất thương con, và thương thay cả phần của mẹ con nữa. Bố, bố, thôi nào, nghe bố.
đừng một mình lang thang nữa. Về nhà ăn cơm với bố nhé. Con xin lỗi. Alo, Huệ à, bố tìm thấy em rồi, hai đứa về nhà đi nhá. Thôi nào, nín đi con. Vào đây con. Đi, vào đây. Bố. Ờ. Con điên. Mày đi đâu bây giờ mới về hả? Để cho bố lo tìm khắp mọi nơi lại còn khóc giống lên nữa chứ. Tao tưởng là mày nhảy cầu luôn cơ, mày còn về đây làm gì? Hả? Thôi. Em đi đâu mà tắt máy? Có biết là mọi người lo lắng lắm không? Tìm em từ chiều đến giờ đấy. Em, thôi đừng mắng nữa. Ngày hôm nay nó cũng mệt lắm rồi, chạy cả ngày ở ngoài đường đấy. Kệ em chứ. Em nó về là vui rồi. Hôm nay cả nhà nấu toàn món ngon để mừng sinh nhật con ấy. Vào đi. Bố ơi. Ừ? Con... Sao? Mọi khi thì hot như đài, hôm nay như gà mắc tóc. Con gì? Bắt đầu. Treo. Chuẩn bị khóc rồi. Thôi đừng trêu nữa. Sinh nhật ai lại khóc lóc. Mếu máo thì buồn cười lắm. Bố để con vào con hâm lại thức ăn nhá. Nhanh công sắp hết cái sinh nhật đến nơi rồi đấy, này. Vào đây con. Chúc mừng sinh nhật. Lòng thì rượu mơ. Nhật trí. Dương Xuân đã có 21 năm ăn vạ bố thành công rồi. Năm nay 22 tuổi. Chị sẽ chúc Dương mạnh mẽ hơn và không còn khóc nhè nữa. Làm như chị không bao giờ khóc ấy. Đây nào, thử nếm đi. Cay. Ăn cay, cay thì ăn vào cho đỡ cay. Thôi mời cả nhà ăn đi. Siêu thị mua bỉm cho Bon đi. Hết bỉm rồi. Lại sai. Không. Chị đi mà đi. Nhà bao việc. Đi. Chị đi đi, em ở nhà trông nó cho. Sao mày lười thế nhỉ? Chị ấy. Lại chành chọe nhau đấy. Nó đi mua bỉm cho cháu đi. Thật. Lười quá. Đi đi cho nó đỡ béo. Bảo em béo em càng không đi. Lại lên cơn. Không cần phải đi mua bỉm nữa. Chúng ta có thể mua online tại nhà. Xen, xen, xen. Dán cái gì đấy? Gì này, dán vào đây từ bao giờ vậy? Dán từ rất lâu rồi nhưng mà giờ mới nhớ ra chứ. Nhìn đấy. Tươi sống này. Xôi ơi. Ủa. Đâu thế nào? Ủa, được luôn này. Tiếp nha. Ủa, xem, bìm, bìm. Có không? Có luôn. Thế mà bắt người ta đi siêu thị. Chỉ 2 tiếng sau sẽ có người giao hàng tới tận nhà. Dư dư. Tiện thế á? Thật á? Ừ. Đâu, để em xem nào.
Nào, cái gì cũng hai có. Bà có muốn mua gì không? Tôi đang vui tôi bánh bao nè. Chả mấy khi đâu chị ạ. Mua hết siêu thị luôn. Ôi, em mua cá hồi đi. Đấy. Thịt, mắng rau. Từ 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 từ, bấm chọn vào. Đấy. Siêu thị VinMart, mua sắm dễ dàng và tiện lợi với gần 3.000 điểm bán trên toàn quốc. Thực phẩm chuẩn sạch, tươi ngon mỗi ngày. Phục vụ tận tâm, chu đáo. Hàng hóa phong phú đa dạng, chuẩn nguồn gốc. Siêu thị chuẩn xanh, xanh đến tận cùng. Mọi người đừng quên mặc áo đỏ, ghé thăm siêu thị VinMart nhân dịp sinh nhật lần thứ 5. Để nhận những ưu đãi lên tới 50% và những phần quà lên tới 300 triệu đồng. Rất nhiều mặt hàng, chuẩn sạch, tươi ngon, giá cả yêu thương đang chờ đón quý vị đấy. Chỉ duy nhất từ ngày 20 đến 24 tháng 11. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng những người thân của mình đi mua sắm và nấu những bữa cơm gia đình thật ngon nhé. Tự hào đồng hành, nâng cao chất lượng cuộc sống Việt.